20 tỉnh thành Việt Nam trên 1.000 ca F0. Số ca mắc và tử vong vì Covid-19 trên thế giới tiếp tục giảm. Bắc Bộ tiếp tục rét đậm về đêm. Đây là những thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 23 tháng 2 trên Alo Bác sĩ. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi. Trong 24 giờ qua, số ca dương tính ở các địa phương tiếp tục tăng. 20 tỉnh thành ghi nhận trên 1.000 ca. 20 tỉnh thành phố ghi nhận số người trên 1.000 ca như sau: Hà Nội với 6.860 ca, Bắc Ninh 2.842, Bắc Giang 2.500 ca, Hải Dương 2.485, Quảng Ninh 2.087, Hòa Bình 2.087, Phú Thọ 2.084, Lào Cai 2.056, Nam Định 1.943, Vĩnh Phúc 1.811, Hải Phòng 1.798, Ninh Bình 1.665, Thái Nguyên 1.645, Sơn La 1.494, Nghệ An 1.441, Thành phố Hồ Chí Minh 1.352, Hưng Yên 1.312, Yên Bái 1.290, Thái Bình 1.282, Khánh Hòa 1.213 ca. Bộ Y tế cho phép sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir cho trẻ em mắc Covid-19. Ngày 22 tháng 2, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 ở trẻ em. Hướng dẫn này thay thế cho hướng dẫn được ban hành vào ngày 8 tháng 11 năm 2021. Điểm đáng chú ý trong hướng dẫn lần này là Bộ Y tế bổ sung việc điều trị bằng thuốc kháng virus Remdesivir, hướng dẫn trước đây không có. Theo đó, thuốc Remdesivir được chỉ định điều trị cho người bệnh nội trú thể nhẹ có ít nhất một yếu tố nguy cơ hoặc người bệnh suy hô hấp phải thở oxy. Trước đó, trẻ em mức độ nhẹ không dùng Remdesivir. 14 yếu tố nguy cơ được Bộ Y tế xác định là trẻ đẻ non, cân nặng thấp, béo phì, thừa cân, đái tháo đường, các bệnh lý gen và rối loạn chuyển hóa, các bệnh lý phổi mãn tính, hen phế quản, ung thư, đặc biệt là các khối u ác tính về huyết học, ung thư phổi, bệnh thận mãn tính, ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu, bệnh tim mạch, tim bẩm sinh, suy tim, tăng áp phổi, bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim, tăng huyết áp, bệnh lý thần kinh bao gồm cả chứng sa sút trí tuệ, rối loạn tâm thần, bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh thalassemia, bệnh huyết học mãn tính, các bệnh lý suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc mắc phải, bệnh gan đang điều trị bằng thuốc corticoid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác và các bệnh hệ thống. Số ca mắc Covid-19 và tử vong trên toàn cầu tiếp tục giảm. Ngày 22 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca mắc mới Covid-19 trên toàn cầu đã giảm 21% trong tuần trước, đánh dấu tuần thứ 3 liên tiếp số ca nhiễm giảm. Trong báo cáo đại dịch hàng tuần, WHO cho biết đã có hơn 12 triệu ca nhiễm mới SARS-CoV-2 được ghi nhận trong tuần trước. Số ca tử vong do Covid-19 cũng giảm 8%, xuống còn khoảng 67.000 người, đánh dấu lần đầu tiên số ca tử vong hàng tuần giảm kể từ đầu tháng 1. Tây Thái Bình Dương cũng là khu vực duy nhất chứng kiến sự gia tăng số ca mắc Covid-19 với mức tăng 29%, trong khi số ca nhiễm ở các nơi khác giảm đáng kể. Số ca tử vong cũng tăng ở Tây Thái Bình Dương và Châu Phi, trong khi giảm ở các vùng khác. Số ca nhiễm cao nhất được báo cáo ở Nga, Đức, Brazil, Mỹ và Hàn Quốc. WHO cho biết Omicron vẫn là biến thể chiếm ưu thế trên toàn thế giới. Tuần này, Anh đã gỡ bỏ tất cả hạn chế Covid-19 còn lại, bao gồm yêu cầu bắt buộc những người mắc bệnh phải tự cách ly, ngay cả khi thủ tướng nước này thừa nhận có thể các biến thể gây chết người trong tương lai. Thụy Điển cũng bỏ việc xét nghiệm quy mô rộng đối với Covid-19 ở cả những người có triệu chứng vì chi phí xét nghiệm không còn chính đáng nữa. Trong khi đó, lãnh đạo Hồng Kông thông báo xét nghiệm toàn bộ dân số 7,5 triệu người vào tháng 3 khi họ đã phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất do biến thể Omicron. Bắc Bộ tiếp tục rét đậm về đêm. Sáng hôm nay ngày 23 tháng 2, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ nay đến ngày 24 tháng 2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, ngày có nắng, trời rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có rét hại, nên nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ C, vùng núi từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Tuy nhiên, nền nhiệt tại khu vực này lại tăng nhẹ. Bên cạnh đó, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế mưa rải rác, trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.